đây nè, họ đồ mấy đài nè, rồi chuẩn bị nè, trên miên bắt nó chặt đầu nữa. Lúc đó tôi nằm một cạnh đằng kia, tôi la quá trời, chớ hề trong nhà không ai ra, tôi rung mà tôi đớ lưỡi luôn. Mến chào cô chú anh chị đến với video tiếp theo của Tài. Tài chúc cô chú anh chị xem video thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì hôm nay tiếp tục thì Tài cũng đồng hành cùng với bạn Đăng Đăng Hang và anh Kiệt Long An đối với cô chú anh chị. Thì hôm nay mấy anh em chia sẻ đến cả nhà mình một hoàn cảnh, đó chính là của một bà lão là 80 tuổi rồi với cô chú anh chị. Thì thế mà bà che một cái căn chòi tạm bợ ở trên cái mảnh đất của người ta. Thì Tài cũng nghe hàng xóm đây chia sẻ sơ sơ về hoàn cảnh của bà. Thì bà cũng được là 4 người con, nhưng mà những người con đó đều xua đuổi bà và đẩy bà ra một cái nơi hoang vắng như thế này để mà sinh sống, để mà tìm hiểu về cuộc sống của bà, như là hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của bà với cô chú anh chị. Thì sau đây thì Tài mời với cô chú anh chị đồng hành cùng với mấy anh em vào bên trong cái căn chòi để mà ghi hình về hoàn cảnh của bà nha với cô chú anh chị. Như cả nhà cũng đã nhìn thấy rồi, đây là một cái khu bãi đất trống, xung quanh là không có cây cối gì hết trơn á quý vị. Thì đây là căn chòi của bà nè, bà sẽ tạm bỡ căn chòi rất là nhỏ xíu luôn. Thì bà ngồi thẳng thờ trong đó, thì tuổi cũng đã khá là cao rồi nên bà cũng không có làm cái công việc gì để mà kiếm ra đồng tiền ở với cô chú anh chị. Trước tiên vào bên trong cái căn chòi trò chuyện với bà, thì mấy anh em sẽ tìm những người hàng xóm xung quanh đây để mà tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của bà, sau đó sẽ vào bên trong để mà tâm sự và trò chuyện với bà nha với cô chú anh chị. Dạ em chào chị nha. Dạ thì tụi em ngày hôm nay xuống đây á, thì hôm trước cũng nhận được một cái thông tin đó, là có nghe nói là ở đây có một cái hoàn cảnh là một cái bà cụ sống một mình ở giữa một cái căn chòi đúng không chị? Đúng rồi. Thì ở đây là chị là ở gần ở đây, hoàn cảnh đó như thế nào chị chia sẻ cho em cũng như là bà con của bác có thể là gần hơn hả chị? Chung bà ở đây thì ở Đức Đậu nhà người ta, vậy giờ người ta lấy đức lại cái người ta kêu bà đi về chỗ khác. Dạ. Giờ bà ở cái chòi thì thấy tội nghiệp. Dạ. Nói chung nhiều khi cũng có ăn nữa rồi bệnh hoạn nữa. Là chị là chị ở gần đây luôn ha? Đúng rồi. Rồi hàng ngày thì chị thấy bà cuộc sống ở đây như thế nào? Chung cũng cực khổ lắm, bệnh hoạn hoài, sợ tối gió mái ở của mình, không có người thân. Dạ. Là bà, thay nhiên chị thấy là bà không có người thân gì hết hả? Đúng rồi, mấy chục năm nay rồi. Bà này năm nay bao nhiêu tuổi chị? 80. 80 tuổi rồi, là sống trong một căn chòi. Đúng rồi. Bà sống ở đây lâu chưa chị? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm luôn rồi. Chung mà đó giờ ở Đức Đậu nhờ người ta mà. Dạ. Thì người ta lấy đức thì đi về thôi. Dạ. Thì hồi xưa tới giờ là mình có thấy con cái, chồng con gì của bà cụ này không? Nói chung không. Không thấy à? Không thấy. Mình cũng nói chung mình cũng không gần nữa ha. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ là bà đang sống trong một căn chòi. Dạ. Rồi nước thôi, điện nước gì sao chị? Chung thì tắm nhờ cái dĩ kia kìa. Rồi dạ. Tối lên ngủ thì ăn uống thì tự nấu á, nhiều khi người ta cho đồ ăn này đem qua cho. Dạ. Chứ này đó. Thì chị cũng hay đem đồ qua bánh cho bà ha. Dạ. Thì chị dắt tụi em lại thăm bà ha, gần đây không? Dạ đây nè. Thì ngày hôm qua anh em mình nhận được có thông tin đó cả nhà. Ở đây có một bà cụ sống giữa một cái căn chòi. Thì hôm nay đến đây được người chị này chỉ chia sẻ chỉ dẫn ha. Ở đâu chị? Đây nè. Căn chòi này hả? Dạ. Rồi. Bà Năm. Sao em thấy nó lùm sập mà nó xíu vậy? Cái này giống như cái nhà kho, nhà củi gì quá vậy? Dạ. Có bà ở trong không? Dạ có anh. Bà đang ở trong luôn. Dạ. Trời ơi kìa. Củ kìa. Ủa bà ốc kìa. Tuổi thân á anh. Tuổi thân hả? Dạ. Ủa chị, rồi tối là bà ngủ ở đây luôn hả? Dạ. Tối lạnh lắm. Dạ. Tối ngủ đây lạnh, em nhiều khi em ngồi trước mà em còn thấy lạnh á. Chứ cũng đồng nghiệp bà cũng bệnh hoạn này kia, ăn uống không có đầy đủ cho người ta. Dạ. Mà sao chị ở đây mình không khuyên bà để vô viện dưỡng lão hay là mình vô một cái nơi nào đó mình an toàn không đỡ ta? Cũng có mà phải, em cũng không biết sao, em cũng gần á. Giờ con cái không lo, giờ em cũng đâu có biết cái này kia đâu mà. Thì cũng... mình chỉ là một người hàng xóm ở ngoài. Dạ đúng rồi. Mình nhìn thấy mình thương bà. Dạ. Rồi mình giống như là mình cho được cái gì mà trong khả năng của mình thì mình cho thôi. Dạ đúng chứ rồi. Cũng đâu có giúp được nhiều thôi đúng không chị? Dạ đúng. Thì hôm trước là ai là cái người nhắn tin cho tụi em ta? Dạ chị của em. Dạ chị kia hả? Dạ. Thì lúc đó không biết như thế nào mà chị biết được
tụi em mà chị nhắn đó. Tại vì thấy anh giúp đỡ trên mạng này kia, thấy bà khổ rồi, tụi em nhắn thử rồi mấy anh lại giúp đỡ cho bà. Dạ. Để cho mấy cái mùa, để khi nắng đỡ mà mùa mưa nữa này kia, bà không biết sao ngập. Dạ. Đúng tội nghiệp bà. Như em đứng ở đây là em thấy là rất là nắng nè. Dạ nắng đúng chịu rồi. Không nổi nè. Dạ. Bà trong đó thì chị thấy bà có hay đi làm cái gì không? Là không có đi làm không nổi. Lúc trước thì khỏe, còn đi làm bướm người ta nhổ đậu với lại hái bắp á. Dạ. Giờ yếu rồi, bệnh không có đi nổi để hái này kia. Dạ. Ừ. Lại tại vì cũng 80 tuổi rồi đúng không? Dạ đúng rồi. 80 tuổi là cũng lớn rồi. Dạ. À, cái sức lao động là nó gần như là nó không còn rồi. Dạ đúng rồi. Cái tuổi này là cái tuổi là phải ở nhà con cháu nó nuôi nó dưỡng. Dạ đúng rồi. À, ở nhà chăm cháu đồ á chứ không. Dạ. Phải là cái tuổi này phải ra ở một cái căn chòi như. Dạ. Vậy. Dạ thì em cảm ơn chị nha. Ừ. Rồi thì tụi em sẽ qua hỏi thăm bà cụ để rõ hoàn cảnh của bà. Dạ. Cụ như thế nào để mình tìm hướng cái cách mình giải quyết để mình giúp đỡ bà cụ được cái phần nào mình đỡ phần đó nha chị. Dạ, dạ. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Hiện tại thì mấy anh em ở trong cô chú chị thấy bà đang khóc luôn á. Thương bà quá. Khi mà anh em mình trò chuyện với lại cái cô lúc nãy á thì thấy bà cụ đang ngồi khóc. Bây giờ anh em mình thì thấy bà cụ khóc rất là nhiều. Sao vậy bà? Sao khóc như vậy? Thấy đau khổ quá. Sao vậy bà? Hôm nay tụi con xuống thăm bà thì được một cái người cô hàng xóm lúc nãy có chia sẻ, nói là ở đây bà sống khổ cực như thế này nè, mà là hằng ngày là bà sinh sống sinh hoạt ở chỉ trong vỏn vẹn cái trại này thôi á hả bà? À, tính tôi đi thành phố, tôi đi xin ở dưới về kiếm tiền mua thuốc uống. Nhưng bà nó đi rồi người ta ghét, ta đốt quần áo, tôi nó đốt quần áo, tôi xin cái khác tôi bận. Chứ thôi tôi đi rồi. Ai đốt của bà? Biết đâu. Họ thương hay dễ ghét rồi nó khó lòng giống con ơi. Mà bà ở đây đó không có ai ưa. Bà thấy hoàn cảnh vậy rồi con cái nó bỏ rồi không có thấy ai. Vì vậy họ ăn hiếp thêm chứ không có đâu. Nằm đêm bà khóc hoài riết bà bệnh luôn. Mấy năm trước còn giấy họ nghèo. Nếu yếu vậy đi lên tỉnh rồi nằm vài bữa. Bác sĩ cho về nằm, vậy cái đầu uống thuốc. Nha. Về đây họ cho được chút đỉnh tiền mua thuốc này, bệnh giờ từ lưa hết đảo này. Quá trời tiền thuốc tôi uống miếng hổm mình lỡ miệng mà không ăn. Dạ. Người ta mua cháo cho ăn đây nè. Bữa ăn được bữa không, nấu cháo húp, xong mơ cái húp, đâu ăn cơm nổi đâu. Dạ. Chị em đây người ta cho ăn này, ăn gì được, tôi nói ăn được. Ăn cơm mắm ruốc mà ăn cái gì? Chứ giờ tôi ăn thịt cá không được là làm sao? Hiện giờ tôi phải ăn cháo. Người ta thấy vậy mua cháo, đó cho được 15 gói đó, ăn mấy bữa dài đó. Miệng lỡ, ăn ngủ được. Bà ơi, bà giới thiệu cho tụi con cũng như là quý ông bà cô bác có thể là biết là bà năm nay bao nhiêu tuổi và bà tên gì ha? Dạ, tên Bạc, Lê Thị Bạc, này 80 tuổi. Cha mẹ, một câu cha mẹ nào giờ lẫn. Một con cha mẹ luôn. Ờ, một con cha mẹ mà đâu có cha mẹ đâu. Có hai anh em, giờ anh em chết rồi, giờ mình nuôi bơ nhơ. Có con cũng như không, vô phước lắm kẹo. Bởi ai cũng này kêu riêu ráo kệ. Nó bỏ tôi lát đời sao nó không bị được khổ nữa chứ gì. Rồi người ta thấy vậy ăn cực khổ người ta cho. Mỗi giờ tôi ăn ba cái mắm ruốc tôi luộc bầu người ta cho nó. Dạ. Nhờ gần gần đây họ cho đồ ăn, họ thương tôi, nước. Không có tiền bạc cũng cho nước, thật sách giao dùm. Mấy bữa tôi nằm á, người ta sách nước. Tôi nói trời ơi, tôi cảm ơn mấy vị, khổ quá. Nói tiếng của con tôi vô phước. Cha mẹ thì không còn. Giờ anh em thì chết hết rồi. Giờ còn mình tôi. Tức là cuộc sống của bà ở đây là nhờ tất cả là nhờ bà con hàng xóm đây không hả con? Đó, trộm sớm này thấy gì người ta thương là ăn miếng gì, miếng cá hay miếng thịt hay miếng gì cái ta đem qua người ta cho. Dạ. Rồi tôi ăn thì cháo, tôi ăn cơm đâu được. Quậy cháo này ăn lần nửa gói, chứ ăn gói đâu có nổi đâu. Dạ. Đó, rồi thành ra ăn vậy đó.
nói ăn gì làm sao sống, ôi lỡ có chết chết chứ giờ biết làm sao, giờ tôi mần hết được rồi, giờ đi lượm dây chai mấy đài yếu lậu đi không nổi. Chứ thôi tôi lượm được con bao, được 20 ngày được con bao bán được 15 ngàn, nói với có mấy cậu thương. Tôi đây tôi lượm dây chai đây họ biết tôi. À, hồi nãy bà có chia sẻ là từ lúc nhỏ là bà đã không có cha không có mẹ rồi. Không, cha mẹ một cô chiến tranh đằng nào rồi hồi lớn lên rồi tự lập tự kiếm gia đình nè. Dạ. Đâu cha mẹ đâu. Là mình không biết. Ông anh cũng chết luôn. Mình không biết là mình tại ba mẹ mất. À, hồi nhỏ mà. À. Rồi anh có vợ tự anh lo vợ lo con. Em út tự đi ở đỡ thành phố. Tôi có làm thành phố chứ bữa tôi biết tôi mới đòi đi thành phố. Cái mấy bà này, bà đi bà đổ đốt hết ráo bà còn khổ nữa. Thôi kệ, có gì ăn nấy đây người ta thương người ta cho. Đó, chứ không thôi đi mở rồi. Dạ. Nó thôi giờ có được nhiêu bà ăn nhiêu, bệnh đau yếu quá. Chuyện đó lát nữa, nếu mà con sống, sống, chết, chết. Chứ còn giờ đây, giờ ai cũng khổ hết mần không được, mần hồ không được. Ví dụ gạo, thóc, không có thì cho ăn ký, hai thì tôi ăn được 5-10 ngày. Bị có ăn cơm đâu, ăn cháo là thường nhất đó. Nay tôi cân còn có 4 mấy ký, 41 ký. Xuống cỡ đó mấy tháng nay mà bệnh vậy đó. Con thấy bà ở trong cái trại như thế này là buổi trưa rất là nóng. À đó. Còn nếu mà khi trời mưa á, thì chắc chắn là nó sẽ bị dột, bà không có thể ở trong đây được. Đúng rồi, tôi chạy đi qua đó ở nhờ người ta. Lúc rồi, mùa mưa. Rồi bà ở như thế này là bao lâu rồi? Nay được 1 tháng rồi, ra đây nay 1 tháng rồi. Đằng kia người ta kiểu đuổi. Ở là thấy người này cho gạo này cho tiền rồi đồ ăn rồi quần áo rồi ganh tị bà đuổi tôi. Ủa ở kia là ở nhà hay là ở trại luôn bà? Ở thì có cái đường hẻm có 2 mét mấy rồi tôi che này nè. À. Che này nè rồi bây giờ này tôi lột ra thấy tôi cũng lại che vậy tôi ở. Là cái trại này ở kia hả? Ở giờ nó cháu nó rinh giùm à. Nó thấy vậy nó dở dùm mà nó nói giờ tao không có tiền giờ tụi bay ấy giúp bà cảm ơn nha. Thôi bà khổ con làm dùm cái gì thôi được rồi thôi bà ở đây chừng nào mà ông chủ bán được được á thì ổng bán ổng kêu bà đi thì bà đi còn nếu ổng bán không được bà xin cho tôi hoàn cảnh tôi khổ tôi neo đơn giờ cho tôi ở đi chừng nào mà ai mua đất được á lại đi cắt á rồi tôi đi kiếm chỗ khác tôi ở vậy đó. Thành ra cô bác nó kệ dọn ra luôn đi ở. Đuổi dữ lắm con ơi. Bà nằm đêm riết mà bệnh luôn. Tức là trước đây là bà cũng đã từng ở khắp nơi rồi. Ừ. Cũng đều là che những cái trại nhỏ nhỏ vậy. Nhỏ vậy rồi. Tôi về xã này nay rồi tôi ở được mấy năm, 20 năm nay rồi. Dạ. Chứ mấy năm trước tôi đi mần lưu động tôi xuống thành phố đi ở tháng. Cơm nước đi chợ nấu ăn cho người ta. Dạ. Rồi tôi ngã về đây bệnh nay là 10 mấy năm nay bệnh nhiều. Rồi khi mà bà ở đây như thế này nè, bà có xin chủ đất ở đây không? Bởi không có chủ đất đây, rồi người ta nói thôi giờ dọn đại đi, rồi rủi chủ đất lên đây, chị em đi, người ta thương, người ta nói giùm cho. Dạ. Kệ ở đó đi, tới đâu rồi tính tới đó. Đó, thành là tôi dọn đại chứ người ta đuổi chịu người nào. Ví dụ như tụi con quay clip lên nè, nếu mà chủ đất coi được á, thì chủ đất lên đây, thì bà sẽ năn nỉ chủ đất cho mình ở lại đây hả? Nếu có chủ đất lên đây tôi năn nỉ ở cho tôi ở chừng nào mà chú bán được á thì tôi kiếm chỗ khác tôi ở vậy đó thì ai nói được rồi vậy thôi bà nói vậy được giờ hoàn cảnh tôi về mà họ không thương tôi sao không lẽ đuổi tôi đi rồi cuộc sống của bà tạm bợ như thế này sống như cái trại như thế này mấy chục năm nay rồi mấy chục năm 30 mấy năm được không rồi con cái của bà đâu sao họ trời ơi nói dụng con thiệt. Bởi ai nói thôi giờ có con vô phước mày có chết đi tao kêu vô xả chung cho mày không ai để thúi đâu. Thôi mấy con giờ thương bà thì cảm ơn. Nói con bây giờ không có nói nhờ. Trời ơi tôi khổ mà người ta nhiều người khổ hơn nữa. Thấy cũng đau ruột. Ta cũng có con mà có nhà tường mà người ta còn khổ. Tối còn quải đi xin ăn đồ này kia nọ. Tôi bị bệnh quá tôi không đi nổi. Đòi đi xuống dưới thành phố cầu chữ U, chữ Y với Chợ Lớn là vì hồi nhỏ tôi sống đó tôi đi ở đợ người ta tôi mới biết nó giờ đi mấy cái góc đó tôi biết đó bởi vì giờ tôi con muốn biết con bà như thế nào mà sao bà có mấy người con mà tại sao lại để bà một người mẹ già mình
Thời một người ơi, dưỡng nhục sinh thành mình ra mà để mẹ mình sống như thế này, cái cảnh như thầy thế này. Nó nghĩ như con cháu nói vậy thì bà đổ lang thang người ta kêu riêu. Mà rồi đây ai cũng kêu riêu, rồi đây nó cũng khổ. Đời bà thì giờ có người giúp, tới đời nó ai giúp hả? Mần ăn không được, hẳn thử nghĩ hết rồi lấy đi đâu mà ai giúp. Dạ. Còn khổ nữa, mần hồ giờ người ta còn mần không được, người ta còn khóc lóc ở nhà trọ, người ta bị đuổi kìa. Nhà trọ kìa, không có tiền đóng, phải đuổi ra. Thấy khổ, còn tôi vậy nhờ ở đây người ta quen biết rồi người ta mới thôi kệ, giờ người ta không cho ở, giờ bà ra ở đây đi. Tôi giờ làm giùm cho bà đi. Điều bà đau bệnh thì chắc nửa đêm đó tì bà bò chứ còn đây ai biết bà đau hồi nào chạy ra canh bà. Dạ. Đó. Lúc đó tôi nằm một tận đằng kia tôi la quá trời. Chớ hề trong nhà không ai ra. Tôi rung mà tôi đớ lưỡi luôn, không nói được luôn. Tính tôi chết năm rồi đó. Cái năm mà dịch đó. Tính dịch là tôi chết đó. Tôi 98 năm nay là mấy 80 đó. Có đau đó. Tôi tính chết năm rồi. Rồi mà ông thì như thế nào bà? Ông giờ vô phương, tôi giờ đâu có liên lạc mấy chục năm nay đâu có liên lạc đâu. Tôi giờ lo thân tôi sống ngày nào ngày nấy nhà nước cứu cho tôi thì tôi sống được qua ngày. Ví dụ rằm tháng 7 dân súng rồi người ta thấy vậy, người ta cho một chục ký gạo ha, hoặc là đường, bột ngọt, đồ ăn vậy thôi. Đó. Dạ. Chứ thịt cá thì tôi không có ăn. Tôi ăn mắm mấy bạn. Ông thì vẫn còn đúng không bà? Ông còn mà ông giờ cũng sắp ấy mà nghe người ta nói chứ tôi cũng đâu có biết đâu. Là hai người không có liên lạc gặp nhau hả? 30 mấy năm nay mà. 37 năm rồi. Dạ. Ở vậy ở đây họ biết hết rồi, cứ biển nó nói trời ơi mẹ ở vậy mà chớ hề không có lên thăm mẹ. Vậy là cô có mấy người con? Thì bốn đứa, giờ còn bốn đứa nó có thằng đó nó giờ nó đâu có nuôi ba, nó cũng liều biểu đi chơi vậy đó. Bốn người con thì mấy trai mấy gái con? À, ba gái. À, ba gái. Ba gái. Một trai. Giờ ba gái thôi, nó cũng khổ quá đi. Cái người con trai lớn thì hồi nãy cô bà nói là chết rồi. Mất rồi, cái thằng lớn nhất là chết rồi. Nếu thằng lớn nhất còn thì tôi cũng đâu đến đầu vất vả gì đâu. Thằng này nó ăn chơi. Bạn bè. Vậy là tính ra bà là có 5 người con chứ. Ừ, thì chết thằng đó là hầu đó đời chồng trước hồi xưa. Dạ. Ở dưới thành phố. À. Khi về quê mới gặp ông này. À. Ông này mấy đứa sau có thằng dòm nó mới phát sản. Thằng này nó hăm mấy tuổi rồi. Dạ. Nay chắc 27 tuổi rồi. 27 tuổi à. Là cái người con trai, thứ mấy lận. Thằng này thứ 7 gì lận. Dạ. Thằng này là Út hả? Út. À. Là năm nay là ảnh 27 tuổi. 27 rồi. Hiện tại là ảnh đang phá sản. Phá sản. Bây giờ nói hôn bà còn có chỗ ở, có người ta cho gạo. Tới con bà không ai cho đâu. Kệ mẹ nó đi, tôi lo tôi sống được ngày nào hay nãy. Còn ba người con gái của bà thì lấy chồng? Lấy chồng, ở Mần Dâu. Yeah. Rồi chồng thì nó nhai, nó cũng mần ăn mà điều thuộc khó khăn. Nhưng mà thôi, cái câu chuyện bây giờ thì theo chồng á, thì rất là khó mà. Có dụ mà khi mà rước mẹ về ở chung. Khó. Đúng không bà? Không được, bị nó Mần Dâu. Yeah. Mấy đứa con tôi Mần Dâu mà, đâu có ở được đâu. Họ cũng người ta học là người ta đi mua lúa ngoài á. Nói ê, bà già bị ở đậu giờ người ta đuổi rồi, giờ nằm ngoài trời kìa. Trời ơi, giờ tôi biết làm sao giờ. Giờ thôi số phận bà chịu đi. Đói bà không đói cũng sớm riền cho gạo thôi. Chứ giờ đem về đây ở đâu được chứ má tôi. Dạ. Bị nó Mần Dâu. Rồi tôi cũng như xui. Làm sao vô ở được. Khó lắm, thôi để tôi sống vậy nè. Vậy thì cái người con trai Út á, thì tất nhiên cái người đó là phải lo cho bà, phải nuôi cho bà chứ, phải giúp bà vợ chứ. Không đủ tiền, nó đi cờ bạc, nó quánh bên cano mà có đâu. Đây nè, họ đồ mấy đài nè, rồi chuẩn bị nè. Trên miên bắt nó chặt đầu nữa, tiền đâu nó chung tao 300 triệu. Người ta mới học tôi nay tháng mấy nay rồi. Dạ. 300 triệu lấy gì? Chỗ đâu nữa hả? Tôi nói ở kệ mẹ nó,
Nó sống nó không lo tôi thì ngày nay nó vậy nó ráng chịu, chứ tôi giờ tôi lo thân tôi. Bữa nay mạnh thì tôi đi lậu tôi đi xin một vài đồng bạc tôi mua miếng này kia nọ tôi ăn qua ngày. Có chết thì chết, chứ tôi giờ không có nói giờ vấn đề con nữa. Theo người ta ai cũng nói thấy bà ở đây có con bà tứ không ngờ. Thì mấy con hỏi mấy người này coi, không bao giờ Tết nhất gì không có thấy ai hết trơn. Nói với người ta anh giờ tự bả lo đi. Là cái người con út hả? Nhỏ út tự bả lo đi. Tôi giấy tờ tôi giờ mất hết trơn, mà nhờ xã bằng đợt này vô trọng rồi mà chưa có giấy căn cước. Mà giờ mất cái giấy căn cước bữa giờ ra nãy giờ mất tiêu giấy, coi là mất tiêu rồi. Rồi tới chừng căn cước nó làm rồi đây, nó lấy đem nó cắt gốc đây không biết làm sao. Để xã này nó giải quyết cho tôi chứ giờ làm sao không giờ. Ủa, hồi xưa giờ bà có nhà không? Hồi xưa con gái thì ở bên chồng, có nhà. Rồi đến khi mà ông và chồng, bà chồng chết hết thì tự tạo sống 4-5 đứa con đó. Dạ. Đó. Rồi tới giờ bên nào cũng chết hết. Rồi lúc đó mình ở nhà nào? Hồi đó ở nằm ở ngoài cái địa đưng ở ngoài đó. Ngoài sông mãi mà miếng bay bỏ bom ở ngoài á. Bây giờ đi giờ không à. Bỏ bom đi giờ không. Giờ thấy ai cũng khổ ráo khổ ơi. Rồi ví dụ như cái giờ anh Út anh ở nhà nào rồi bà? Ở nhà nó chứ ở nhà ai đâu. Giờ nghe nó đi liêu tiêu gì rồi. Nó đi rồi, kiểu nó trúng nợ rồi. Tức là ăn chơi rồi ăn chơi là nghe lời bà bạn nợ nần rồi bắt đầu hiện tại là đi trốn nợ rồi. Ờ đi rồi nghe nó với thằng nhỏ cái nhà đằng đó mua lúa về học lại ngồi để uống cà phê. Bà Nam ơi, con bà chạy trốn rồi mắc nợ 300 triệu, kệ mẹ nó đi, tôi đây nó không lo mà có đâu, giờ tôi lo nó kệ mẹ nó, ai bắt nó chặt nó kệ nó đi. Tôi lo tôi nhà nước nuôi tôi được ngày nào hay ngày nấy hả? Giờ đừng nói con. Tôi về đi mà nó còn 5-12 tháng nó chứ hề nó vô nó. Ờ mẹ mạnh là không hành đau gì không. Thì đây cô bác họ biết đó. Cô bác đây đó, mấy con hỏi mấy đứa ở gần đây biết. Nói trời ơi, bà vô phước của trời rồi đó. Mẹ nghèo khổ mặn mà rốt cuộc rồi đây mặn không được rồi mới chết nữa nè. Chứ đừng mà nói. Cái tuổi của bà đáng lẽ là giờ ở trong nhà. Đúng để rồi. Mà lo cho cháu. Đó. Để cho con nó phụng dưỡng. Chứ không phải là cái tuổi mà phải một mình, một thân. Tôi chết đi chết lỡ 2 lần rồi nữa nghe. Số tôi chưa chết hẳn. Số tôi mạng tôi còn lớn. Mà nếu kỳ này nữa mà tôi không tiền không bạc nữa là kể như tôi phải chết thôi. Người ta nói thôi giờ nói vậy chứ trời cũng cứu bà thôi được rồi. Thôi giờ bà đừng rầu gì nữa. Bà đừng khóc nữa. Tuổi thân tôi khóc cậu ơi. Tuổi thân tôi. Cha mẹ tôi mất sớm còn nhỏ lận. Giờ tôi lập gia đình tôi vô phước. Không có nhờ bên chồng gì được hết đó. Bởi vì nên giờ tôi nếu ai mà dắt tới đây rồi thấy cái cảnh tôi sống sao rồi hỏi cô bác đây còn nói sao biết. Đành đạn vậy mà con không lo mẹ. Kệ nó đi. Tôi có người ta cứu người tới phiên nó thì chắc nó chết bờ chết bụi chứ còn gì nữa. Tôi giờ lo tôi rồi. Sớm chuyện nó giờ mày cứ ăn no mày đừng suy nghĩ. Suy nghĩ bệnh đau không ai có tiền mày đưa nhà thương. Đó. Quầy chứ cũng phải suy nghĩ mấy chị ơi, suy nghĩ. Thà nó chết ngon đi, tôi không biết. Còn cái thứ mà lóc lóc trầy trầy vừa năm rồi, thấy không tính chết năm rồi đó. Mà khá kéo qua tới năm nay. Bữa ai nói hùng bà năm thì thấy cũng bả vô phước. Có con cũng như không con. Bởi vì giờ khổ vậy nữa. Chứ tôi còn mạnh giỏi tôi đi ở thành phố tôi nấu cơm dưới với tôi không có về quê đây đâu. Mà tại giờ tôi mần hết nổi rồi. Tôi bệnh ngã xuống tại chợ đi chợ về xách đồ đổ bể chủ cho. Tôi về đây 5-6 năm nay rồi. 6 năm rồi. Không có làm nổi nữa. Rồi hiện tại bây giờ là bà làm cái công việc gì để mà có cái tiền để mà sinh hoạt hàng ngày bà? Giờ sinh hoạt thì giờ đi lượm ve chai. Cái đi dọc đường á, rồi thí dụ mấy trai trai với mấy ông già già, bà già già với mấy đứa nó đi mừng hãng nữa. Nó thấy vậy nó cho cho 50 hoặc 100 là thấy mua gì ăn mua. Còn hả đau bệnh nhiều thì chắc tiền đâu đi bác sĩ. Dạ.
Dạ. Đi sơ bác sĩ giờ 2-3 triệu, tôi tiện đâu. Bởi vậy tôi nói thôi kệ tới đâu hay tới đó đi. Giờ số mình giờ vậy rồi chịu rồi thôi, giờ than khóc cho lắm nó cũng vậy rồi cậu ơi. Nó thiệt, tôi thấy tôi khóc biết rồi, tôi cũng rầu. Bởi mấy chị này rầy la đừng có khóc. Mấy bà chưa hoàn cảnh, mấy bà khác còn tôi khác. Còn cháu bà lo đầy đủ, còn tôi thấy tuổi ghê không? Vô phước. Khi mà ai một ai nào đó phải rơi vô cái hoàn cảnh của mình thì mới hiểu được mình như thế nào. Bởi... Nhiều lúc mình suy nghĩ, mình cố gắng, mình mạnh mẽ, mình không khóc. Mình vượt qua, cái đó đúng là số phận của mình. Mình được mà... đâu có được, kìm không có được. Nó tủi bản thân trong người. Tôi nhiều khi tôi nằm tôi nói, nếu mẹ bà có chết, chết mẹ đi. Rồi đây sình họ hai, không hai, kệ mẹ, lúc đó chết rồi đâu có còn gì nữa. Đó. Tôi nếu từ đây tới Tết, tôi giái cho tôi mạnh đi. Tôi cũng mò đây đi xuống chợ lớn, đồ tôi đi sinh dưới, không có đâu. Mà nói ngay, tôi bị bệnh tim nữa. Trời ơi, bị bệnh tim nữa. Tim nữa rồi thành ra đâu có được bền mạnh như người ta được đâu. Thí dụ giờ tôi khỏe như vậy, nay mai cái tôi ăn uống không được, cái nó làm mệt, làm tim nó mệt lên. Dạ. Rồi mấy người hôm nay đi bán số, nghe tôi rên la la thì nó chạy qua. Sao vậy bà, sao vậy giờ, tao mệt quá mấy giờ làm sao. Cái nó chạy đi mua 1-2 liều thuốc ngoài tấn á, bác sĩ ngoại lại nhỏ bán ý số bệnh. Nó đi mua giùm nó cho, nó dạ. Cũng khổ nuôi bị con nữa. Nó khổ mà chồng nó hơi khó, nó đi mua lén. Tao nói mày mua lén về nó hay được, nó chửi mày rồi tao tự giận tao chết à. Nó không có, tôi đi mua lén. Dạ. Thì bà ơi, tối bà ngủ ở đây thì có mùng mền gì không? Thì có, người ta cũng cho đồ đầy đủ, mùng mền, găng mùng, có mũi găng lên. Còn không mũi thì để như vậy, mưa quá tạt cái bỏ này xuống. Mưa bỏ cái tấm màn này xuống hả? Người ta cho nó. Người ta làm giùm, người ta cho nó tối biểu bỏ vô để gió đâu. Rồi ví dụ như những cơn bão tới hay sao, chuẩn bị tới mùa mưa họ bão tới thì chắc như chạy vô nhà người ta mình nứt họ tới cũng cho cái chạy này nó bay luôn á. Nhưng nó bay thì chịu chứ giờ biết làm sao, giờ thì nó dày rồi đó. Bữa trưa con bà đâu ở đây được, nắng quá, nắng không? Nắng quá tôi đi kiếm chỗ vô nghỉ nữa. Dạ. Rồi mấy cháu nó chạy kêu về. Dạ. Nói có người ta lên, ủa ai, nói người ta lên coi hoàn cảnh của bà kìa, rồi lên đi coi người ta thấy coi người ta có giúp đỡ gì đó cho bà nữa, chứ đây dân ở đây giờ người ta mặn nhiêu lũm ăn chứ đâu có cứu bà. Thí dụ lon gạo hay lon gạo cho bà chứ tiền bạc mua thuốc ai cho được. Dạ. Khó vậy. Cuộc sống bây giờ ai cũng khó khăn hết trơn á bà ơi. Đúng rồi, thì người ta giúp được phần nào thì mình hay phần đó. Đó, phần đó. Đúng rồi. Rồi bà cơm nước bà nấu làm sao? Nó nấu củi đó. Nấu củi bên đây, cái lò bên đây hả? Đó, chùm củi đó. Còn tôi thấy cái bình ga này là... Bình ga hết. Này từ hôm mà đổi trong Tết tới giờ, hết luôn tới giờ. Đâu có tiền đâu đổi, tôi mới để nằm nè. Là hết không tiền là không có đổi ga rồi. Đổi giờ bình la 400 gì lận, tôi đâu có tiền. Dạ, rồi tôi gạo mình để đâu? Gạo nè, túi không gạo nè, cũng người ta cho nè. Bao đó là bao 5 kg. Thiện nguyện á cả nhà. Ăn cũng lâu. 5 kg ăn cũng lâu. Rồi ở đây bà có sợ gì không? Tối rồi lỡ như mấy người say xỉn đồ vô rồi sao? Không có, ở đây đâu có ai mà già cả nhậu nhẹt say xưa không có. Dạ. Ở đâu chứ đây cục này không có vụ đó. À. Nói ngay ở đây trẻ trẻ đủ không đủ chồng đủ vợ, không có mấy ông đó tầm bậy bà. Ở đâu lúc ở dưới gần dưới xã dưới có chứ ở đây nó ngay cái đó không có. Dạ. Chứ tối sợ quỷ lắm. Sợ quỷ hả? Sợ quỷ là quỷ nhậu rượu á. Đúng rồi sợ đó, nó mà mấy ở đây mấy bà đây cũng hiểu, nếu bà năm ba ở đây không có đến đổi mấy ông già nữa đâu, không có rượu đâu. Sợ vô nhiều khi mấy người đó tầm bậy tầm bạ đó, xỉn rượu rồi làm tầm bậy tầm bạ mình không biết được á. Đúng rồi. Bởi vì sợ nhất là điều thấy đó. Im được. Tôi ở đây là chạy như 20 năm, vừa đi về trên 20 năm. Dạ. Mà tôi về đây tôi không đi ở đỡ người ta nữa, là nay về đây được 5-6 năm. Tức bị bệnh quá rồi, ngã xuống, thành ra không có đi làm người ta nổi. Tết người ta kêu vô dọn quét phụ tôi làm không có nổi.
Sao bà không vô viện dưỡng lão bà ở bà? Trời ơi, dưỡng lão nghe nó vô đó bằng giấy tờ cam kết gì đem xả chứng giấy rồi người ta mới đưa đi là chết bỏ xác luôn. Không có được đem về nhà mà để chôn. Cái ông ở ngoài kia ông đánh cứu kìa. Vợ ông nói thấy bà già quá à, thôi giờ ông giờ cho bà ở không? Ông nói bà già rồi cho ở không bao lâu cái rồi bà chết rồi làm sao? Rồi nữa làm sao ai vô đi mướn ở? Đó rồi thôi chân thôi là ông đóng cứu đó. Ông ngoài đầu đường vô đó. Rồi điện nước thì con thấy bà xài sao? Thì đó nước đó ta, mấy cái thùng ta xách giùm mấy nước đầy rồi đó. Đó. Bà chỉ con coi vòng vòng cái trại của bà coi. Là không có điện luôn đúng không? Không, không có xài rồi điện. Tối rồi tối thui rồi sao đèn đâu mà xài? Đèn cây. Xài đèn cây luôn. 3.000 đèn cây. Còn nước này thì người ta sắp bên nhà ta sắp nè, bệnh ta sắp cho nè. Đó. Người ta sắp giùm cho chứ tôi làm đâu có nổi đâu. Thì nói ngay tôi ở đây người ta thương thấy cái làm gì không nổi cái người ta sắp cái phụ. Chứ người ta cũng không bỏ điều đau nửa đêm á thì la nhiều khi người ta hai á thì tới. Nhiều khi người ta không hai mình ráng nằm buổi sáng. Sáng rồi cỡ 3 giờ người ta chở công nhân đi mần á. Rồi lộn về chai nhín ra mua 50-70 à, 2-3 tấm vậy mình che. Dạ. Sao bà ra đây nè, sao không che cao cao không bà? Ở xuống sau này sao có thấy thấp? Ôi sợi dông. Sợi dông hả? Ờ, sợi dông. Ở sau này con thấy thấp quá trời thấp nè. Thì giờ kể ở chừng nào ngập rồi tới đó kê cái ghế bố lên người ta cũng mua cho nằm đó. Dạ. Chứ tôi đâu có tiền đâu. Rồi mưa nước nó có tràn vô trong không? Có nước chút đỉnh. Nước xăm sắp nhiều vậy nè. Bị chỗ này trũng. Dạ. Người ta biểu che gò tôi nó thâu xe cộ quá. Thâu che đây được rồi. Ra nó gần xe quá. À, ra ngoài đây gần thì gần xe. Gần xe, xe cộ. Dạ. Với lại con thấy cái đường này đang làm nó bụi quá trời bụi. Ờ. Tôi bỡ miếng quay này nè. Nhỏ cháu nó làm giùm nữa. Đấy. Chúng tôi cũng giùm. Dạ. Rồi ở trên con thấy là chỉ mấy cái dài. Cái cây đè lên thôi. Ờ. Hồi đó ở bên kia thì gạch chắc lên đè mũ. Dạ. Nhà ở bên kia. Thì đó bỏ nhà này qua bên đó đó. Dạ. Là mũ này nè lấy ấy nè. Bắt đầu là dặn lên để nó dông bay. Dạ. Nhờ ở đó. Còn ở đây thì không biết chừng nào nó lấy hai chứ giờ có biết đâu. Giờ cột giờ vậy nó đỡ vậy coi tới đâu. Tính đó không. Có ăn trộm gì không? Có ăn trộm gì lấy đồ gì không? Không. Đây đâu có ai đâu cái vụ đó đâu. Rồi rồi tối tối bà. Có họ ghét sợ đi bỏ đốt. Rồi bà tắm ở đâu? Hả? Bà tắm ở đâu? Tắm đây nè, tối người ta ngủ ráo đóng cửa ráo tôi tắm đây nè. Tắm. Có gì đâu. Tắm ở chỗ thùng mấy thùng nước này luôn. Ừ. Rồi, lát sao? Chiều cô đó mượn cô đó xách tối tắm. Rồi tắm xong rồi mình thay đồ sao? Thay đồ thì đây có mình già cả, đâu có ai đâu. Trời ơi. Giờ đâu có chui vô ai đâu mà được. Giờ tắm rồi, tắm ở ngoài rồi thay tắm đồ. Tắm ngoài thay đầu cái ướt cái xong mình thay đồ rồi thôi cái sắm mơ giặt. Lát chịu cô đi xách nước giùm. Dạ. Mơ nó hô xách nước không mà năm. Còn em ơi, để rồi chịu đi. Rồi chịu nay nó xách cho hai thùng này tắm giặt đồ. Dạ. Nó ngày ở đây người ta thấy tôi vậy người ta cũng thương người ta làm giùm không à. Kêu đốt điện đi rồi người ta không đóng tiền. Tôi thôi đốt đèn cày. Chứ người ta kêu đấy người ta câu điện qua cho mà rồi tôi không có chịu. Dạ, kiểu như là mình nhờ người ta hoài mình cũng thấy áy náy trong lòng. Bởi vì thà sống vậy đó. Đặng rủi có ai tới đó thấy cảnh tôi sống vậy mới biết. Chứ để rồi mấy bà cho điện cho đồ thôi. Tôi không ấy. Rồi khi mà bà đi vệ sinh á thì đi nhờ người ta hay sao? Đi vệ sinh đi lợi nhà lúc đằng kia. Đi lợi nhà đằng kia đẳng hả? Ờ tuốt đằng đường xe đẳng được. Nhà đó là nhà sao? Nhà quen. Nhà đó thì cũng như quen biết. À mình đi nhờ hết. Ờ còn ở đây mình ngại mình không có ấy đi xa xa đằng kia kêu nó có đi cầu đi ở đẳng đi. Dạ. Đó nhờ vậy đó. Dạ. Rồi ăn cơm hay gì nhiều khi đẳng có đồ ăn đi. Mẹ ăn cơm đi. Chiều về khỏi nấu, có gì ăn nấy. Tôi nếu miệng tôi ăn không được. Giờ tôi ăn mắm ruốc hay chị ơi. Dạ. Nó vậy thôi.
Con thấy ở đây cũng có những người hái thuốc nam mà ta. Bà có hái thuốc nam không? Đây nè, tôi đang bệnh thận và uống cho rau chai nè. Cái đó cái gì? Cái gì? Rau chai. Rau chai hả? Ừ, bị thận nè. Hơi héo nấu nước rồi uống đó, tôi uống ngày bằng đó, đó cho nó mát cái thận nè. Đi tiểu sáng đêm ngủ không có được. Dạ. Hư thận rồi. Bác sĩ khám nó hư thận rồi. Bây giờ tôi mấy anh em người ta đi bứt giùm cho. Chứ tôi đâu có lỗi nổi bứt đâu. Người ta cho không hả? Là thận rồi xong rồi bị tim luôn. Ờ bị thận rồi tim giờ đường ruột nó tiêu hết trơn à. Nói cho mấy con nghe nha. Ỉa máu nay là gần 2 năm rồi. Trời ơi. Đi khám bệnh ở những người bác sĩ thành phố thì về Hòa Khánh để khám mấy người mà già cả khổ nghèo. Dạ. Về người ta khám miễn phí cho thuốc uống mà không hết. Dạ. Khám rồi. Đi máu nay là năm mấy rồi. Đi thí dụ bây giờ tôi ăn rau ăn gì á thì nó tiêu chảy. Còn hả ăn khô khan á thì đi cầu á, thì nó ra máu. Dạ. Nó làm giờ nó làm vậy không à. Đâu có dám ăn gì đâu. Cho thịt mỡ không dám ăn. Ăn mỡ vô rồi nó tiêu chảy, đau bụng không được. Dạ. Bởi vì tôi đau rồi tôi đâu có biết miếng thịt ăn vậy đó. Con thấy cái chỗ của bà sống thật sự là nó quá là không biết con nói sao luôn nữa. Nó tạm bợ quá là tạm bợ đi. Ví dụ như ai mà nhìn thấy tận người ta đi mua da chai á, thấy bà vậy á. Họ vô mua thí dụ số giỏ 20 gì. Thôi cho luôn 50. Tôi nên cảm ơn. Dạ. Vô mua chai ít vậy chứ bán cỡ 50 ngàn người ta cho luôn 20, 30, 100. Mấy ông già chai á. Dạ. Mấy ông đó. Rồi hôm nay bà ăn cái gì? Có nấu gì ăn chưa? Cho ăn rồi, ăn hồi trưa nãy bầu luộc chấm với mắm ruốc. Đâu cho cô tôi ăn xem với bà. Bầu luộc chấm với mắm ruốc hả? Nãy nghe nói bà thích chua mắm này. Nhiều ha. Mắm ruốc à. Dạ. Người ta cho nè, 15 ngàn hũ. Vậy là bà thích ăn mắm? Ờ, chứ ăn thịt heo vô nó đau bụng. À. Đường ruột nó không chịu mỡ dầu. À. Giờ ăn bị bạ vậy mà không sao. Nhưng mà con thấy mắm nó cũng độc lắm đó bà. Mà thế... vậy mà được chứ mỡ vô nó đau. À, có mỡ vô là không được ha? Ờ, không được. Da bụng giờ nó mỏng rồi. Giờ đâu được đâu. À, thôi bà ngồi xuống nghỉ đi cho khỏe ha. À. Ờ. Giờ con cháu tới đây dòm cảnh bà ở vậy là thấy vậy rồi nghĩ ra con cháu về bà nhớ lợi bà còn khóc nhiều nữa. Dạ. Lợi thăm bị gì mấy cái đài mấy người mua dây chai nè. Bà ở đây có người ta đến tới người ta quay bà. Dạ. Quay chi biết đâu hoàn cảnh của bà khổ này kia nọ là có con mà không được nhờ. Thì tất nhiên người ta giúp cho 200-300 triệu vậy đó. Dạ. Nói thì nào nay ai cũng nói vậy. Nay mấy cậu tới tôi chân hững. Tôi đi đằng kia kè nó chạy đi kêu. Thì bữa nay anh em tôi con xuống á. Thì trước mắt á thì thấy cuộc sống mà quá khổ cực vậy. Thì đó. Con thì nó lại không lo cho ừ. Mình để cho con mình, đừng nói giờ vô phước. Mình phải sống mà giống như là một người mẹ mà đã sinh thành cho mình và để cho mẹ của mình sống bơ vơ như vậy. Cho dù có cái nỗi khổ gì đi nữa, mẹ mình vẫn là mẹ mình, phải lo cho mẹ mình. Biết rồi vậy mà nó không nghĩ vậy chứ. Nó hận cái chỗ này tôi nè. Tôi với ổng quýnh lộn rồi thôi mà tôi đẻ nhỏ nó được 4 tuổi. Tôi ổng đi về anh tôi sống. Tôi đi mần mướn hái chanh. Nó bơi xuồng lên nó bắt về. Dạ. Bắt về á, anh tôi nói nếu mày mà đi về dưới nó quánh mày về mang bệnh rồi tao bỏ mày chết. Rồi đến khi giờ anh tôi chết rồi giờ ai đây? Giờ dạ. Ai nói chuyện đây à. Bên ngoài thì xa lắm. Bây hồi giờ... đó mạnh giỏi thì đi được. Giờ vậy tôi ngồi xe đâu được. Vậy bây mà giờ... mơ giờ tôi đòi đi xin tiền với thành phố mà. Mấy bà chị kia. Mày đi mày chết. Mày chết ngon không nói gì mày về quan ương đấy nữa. Nói ngay tôi đau 2 trận. Chết thục 2 trận. Ta lại nấu cháo. Nấu nước cho uống. Rồi lấy thuốc cho uống, chạy đi mua thuốc. Dạ. Nhưng nhỏ nó mua giùm nữa. Nhỏ nó con đâu. Thì thôi, bây giờ con thấy cuộc sống của bà như vậy á. Bà cũng không có đi làm xa được đâu. Đi lên thành phố thì nó rất là nhiều chuyện nó xảy ra. À. Dạ.
thì nếu mà con mà xem được cái đoạn video của tụi con đăng không, thì bà tôi ý được. Tôi làm như vậy đặng cho người ta đồn, người ta nói má mày, mày không nuôi bây giờ má mày đi sinh à. Đó người ta nói đặng coi cái kiểu nó còn sao, coi cái phản ứng của con mình sao. Con nó có nóng lòng thương bà mẹ không? Ý là người ta nói bà làm vậy được. Nhưng mà nếu bây giờ con bà xem được đoạn video của tụi con đăng lên thì bà có muốn nói gì với con của bà không? Không. Ủa giờ trời ơi, nay là 22, 23 năm gì rồi. Còn thâu ổng hồi nay 37 năm rồi. Nhỏ con gái út nay 30 mấy tuổi rồi. Ý con nói bây giờ nếu mà con của bà xem được đoạn video của tụi con đăng lên nè, bà có muốn nói gì với con của bà để cho con của bà thương bà không? Không có nói tới đâu. Tôi về mấy lần bay muốn bỏ tao bỏ hả? Chứ giờ là cái gì giờ tụi tôi mặn không được lấy gì giờ. Thôi tụi bay nói vậy thôi, tao đứt ý kiến. Thôi tao trở về tao nằm bờ nằm bụi kệ, chết chết sống sống. Nhờ còn nhà nước Tết tao cho tiền, cho gạo, chút đỉnh ăn tới nay đó. Thì thôi bây giờ trước mắt thì anh em tụi con sẽ gửi cho bà ít tiền ha, để cho bà mua gạo, mua nước mắm, muối vào trong nhà cho mình sử dụng ha bà. Nếu mà may mắn được Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm á thì tụi con sẽ xuống tụi con hỗ trợ cho bà vậy ha. Vậy vậy con nếu con giúp cho bà giờ hoàn cảnh bà vậy có con cũng như không. Dạ. Cho nên vì vậy cũng nhờ con ủng hộ cho bà chút đỉnh này kia nọ bà dạ. Đi khám bệnh. Dạ trước mắt thì Mạnh Thường Quân bên kênh của anh Tài Quách nè sẽ gửi cho bà một số tiền nhỏ ha anh Tài Quách ha. Dạ bà ơi, thì cũng được một chị gái tên nick Zalo của con á là Nhuận Nguyên là gửi cho bà 500.000. Lớn thì con cũng hay mặc chị Nhuận Nguyên là gửi cho bà 500.000 nha. Dạ, dạ cảm ơn. Con gửi cho bà. Cảm ơn. Dạ chị Nhuận Nguyên á gửi cho bà 500.000. Rồi rồi nhớ rồi, Nhuận Nguyên 500.000. Dạ bà cảm ơn chị Nhuận Nguyên giúp con ha. Cảm ơn. Cảm ơn con về nói lại. Dạ. Nói dạ. Giờ bà cũng nói chuyện không có được rành rẽ, cũng hơi còn đỡ đỡ. Dạ. Nhờ đi chích đợt sau chứ thôi mấy cháu lại đây bà nói không có được đâu. Cái lưỡi nó cứ ngắt à. Cũng cái ông đó nó ngay ổng về hưu rồi ổng thấy gì 200.000 mà ổng lấy có 50.000 bạc tiền thuốc, còn tiền ở cũng khám đồ chích ổng miễn phí. Tôi cảm ơn ổng. Nay tôi bớt tôi cảm ơn những nhiều. Thôi thì thôi thì thôi giờ con cháu cũng, giúp cho bà vậy thì cảm ơn nha. Dạ. Được rồi. Thì cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân là chị Nhuận Nguyên trên kênh của anh Tài Quách đã gửi cho bà 500.000. Thôi bây giờ bà giữ gìn sức khỏe nha. Rồi tụi con xin phép tụi con về nha. Giờ mấy giờ rồi không biết. Tối chưa. Dạ. Giờ mấy 5 giờ? 5 giờ rồi, 5 giờ 5 giờ mấy rồi. Chu cho vậy nữa. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi. Thì...